Chào anh em nha, đi đơn tối cho anh em nha. Đây là 9 cây bô nha, tại vì khách đặt 10 cây nhưng mà không biết sao lại bớt lại một cây còn 9 cây nha. Để thùng bên này là một thùng này là 4 cây này, thùng dưới là 5 cây này mới lấy được một cây nha. Và 20 cặp niềng nha anh em. 20 cặp niềng thái trùng mã nha. Đó, 20 cặp niềng thái trùng mã này giao cho khách nha anh em nha. Thì anh em nào chúng ta cần thì có thể quan tâm liên hệ với shop. Niềng trùng mã bên mình thì đang bán giá là xiêm goxi trùng mã nha anh em nha. Giá là 890 ngàn một cặp. Bô rim thái thì là 2543 nha anh em, là 1.350.000 ngàn một cây. Bên liền là 890 ngàn một cặp trùng mã nha anh em, siam guxi Thái Lan. Còn bô là bô rim thái 2543, giá là 1.350.000 ngàn. Anh em nào chúng ta cần thì có thể liên hệ với mình. Bên shop có rất là nhiều mặt hàng khác, tha hồ cho anh em lựa chọn luôn. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.